Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với VNA News. Một tuần trôi qua, Mạnh Thắng và Thùy Linh được gặp lại quý vị khán giả, những đồng nghiệp yêu quý tại Vietnam Airlines và mang tới những thông tin thú vị về hàng không toàn cầu. Và trong VNA News tuần này, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Hội nghị tổng kết văn hóa an toàn, không đánh đổi bất cứ thứ gì với công tác an toàn. Tăng tần suất bay Ấn Độ, Vietnam Airlines ưu đãi giá vé đặc biệt. Vietnam Airlines ưu đãi giá vé dành cho học sinh, sinh viên. Vietnam Airlines Fastar International Day mở ra cơ hội khám phá thế giới. Tổng công ty tổ chức talk show Trạm Cảm Xúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tổng kết các nội dung chương trình về công tác an toàn được thực hiện trong toàn năm 2022, đồng thời phát động văn hóa an toàn 2023, định hướng 2023-2025, mới đây Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã tổ chức hội nghị tổng kết văn hóa an toàn 2022 và phát động văn hóa an toàn 2023. Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc VNA Group. Mở đầu hội nghị, Tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban An toàn VNA Group Lê Hồng Hà cho biết, hội nghị giúp toàn tổng công ty nhìn nhận, đánh giá một cách tổng thể, sâu sắc thực trạng văn hóa an toàn VNA Group, đồng thời là cơ hội để trao đổi, bàn bạc, đưa ra các vấn đề còn tồn đọng và đóng góp ý kiến giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã được lắng nghe lãnh đạo Ban An toàn chất lượng báo cáo tổng kết công tác an toàn và văn hóa an toàn năm 2022, định hướng 2025. Đồng thời, các đại biểu cũng được lắng nghe phần trình bày tham luận của các tổ phụ trách công tác an toàn nêu ra thực trạng về văn hóa an toàn, đưa ra các hành động cần thực hiện nhằm thúc đẩy văn hóa an toàn và văn hóa dịch vụ nâng tầm, cũng như các kiến nghị công tác thực hiện những hành động trên. Hội nghị đã giới thiệu mô hình Khuê Văn Các, biểu trưng cho văn hóa học tập liên tục và được Chủ tịch Hội đồng Quản trị khởi xướng từ năm 2021 và kết hợp cùng với logo văn hóa an toàn là số 1, Safety First. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa yêu cầu tất cả các cán bộ nhân viên, trong đó nòng cốt là các đồng chí làm công tác an toàn thực sự thấm nhuần ý nghĩa cụm từ tận tâm, tận lực, đồng thời nhấn mạnh VNA Group không đánh đổi bất cứ thứ gì với công tác an toàn. Thông tin tiếp theo dành cho các tín đồ du lịch, từ tháng 6 năm 2022, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ. Đường bay đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thương, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và quốc gia Nam Á này. Và nhằm đáp ứng nhu cầu cao của hành khách, từ ngày 26 tháng 3, Vietnam Airlines tăng thêm nhiều chuyến bay giữa Ấn Độ và Việt Nam. Theo đó, mỗi ngày đều có một chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ do Vietnam Airlines khai thác. Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội New Delhi, khởi hành vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Đồng thời, hãng khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi New Delhi, khởi hành vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Với kế hoạch này, từ ngày 26 tháng 3, số chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ của hãng sẽ tăng khoảng 30% so với lịch bay hiện tại. Mức tăng khá lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa đang tăng lên giữa hai nước. Nhân dịp này, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi trên đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mức giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế lệ phí chỉ từ 7 triệu 113.000 Việt Nam đồng cho khách mua vé tại website ứng dụng di động các phòng vé đại lý của Vietnam Airlines ở Việt Nam và từ 23.950 INR cho khách mua vé tại các phòng vé đại lý của Vietnam Airlines ở Ấn Độ. Ưu đãi áp dụng cho vé mua từ nay đến 31 tháng 12 năm 2023 với hành trình khởi hành từ ngày 26 tháng 3 đến 31 tháng 12 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình khám phá thế giới, Vietnam Airlines triển khai chương trình Lotus Student giảm giá vé dành riêng cho khách hàng từ 18 đến 26 tuổi khi mua vé trên các hành trình nội địa và quốc tế do Vietnam Airlines khai thác. Với mục tiêu hỗ trợ các bạn trẻ trải nghiệm những chuyến đi thú vị, Vietnam Airlines sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng trẻ, các bạn học sinh, sinh viên từ nay đến cuối năm. Theo đó, trong năm 2023, Vietnam Airlines dành tặng ưu đãi giảm 5% giá vé máy bay cho toàn bộ hành trình nội địa Việt Nam và giảm 10% khi khách hàng mua vé trên các chuyến bay quốc tế. Đối tượng được hưởng ưu đãi trong chương trình này là những khách hàng ở độ tuổi từ 18 cho đến 26, là hội viên chương trình bông sen vàng và có thẻ học sinh, sinh viên còn hiệu lực. Khách hàng cần mang theo thẻ học sinh, sinh viên khi làm thủ tục check-in. Chương trình áp dụng cho hạng phổ thông tiêu chuẩn, phổ thông tiết kiệm và phổ thông linh hoạt. Khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi từ ngay hôm nay cho các hành trình trong năm 2023.
khách hàng có thể dễ dàng đặt vé trên trang web hoặc các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Tiếp nối chuỗi sự kiện Vietnam Airlines Festa, từ ngày 18 đến 19 tháng 3, Vietnam Airlines phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện Vietnam Airlines Festa International Day. Sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội khám phá thế giới cho người dân thủ đô và du khách với ưu đãi hấp dẫn và những trải nghiệm ấn tượng độc đáo. Mùa Festa khởi đầu năm 2023 bùng nổ, ưu đãi với chuỗi các hoạt động quảng bá điểm đến, sản phẩm dịch vụ trên các đường bay trọng điểm nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao 50 năm giữa Việt Nam và Anh, Pháp, Úc, Nhật, Malaysia, Singapore. Theo đó, khách mua vé trực tiếp tại sự kiện Vietnam Airlines Festa International Day sẽ được tặng mã giảm 50% trên hành trình giữa Việt Nam và các quốc gia kỷ niệm quan hệ ngoại giao 50 năm. Đồng thời, khách tham quan gian hàng còn được hưởng mức giá ưu đãi 30 USD tương đương gần 700.000 Việt Nam đồng trên hành trình giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm khai thác đường bay này. Bên cạnh đó, vô vàn các phần quà hấp dẫn mang bản sắc văn hóa của các quốc gia nêu trên sẽ được chờ đón các bạn khi tương tác tại gian hàng và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng Vietnam Airlines Festa International Day, chào đón bạn tại sự kiện đặc sắc nhất trong năm trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực phía trước Bưu điện Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3. Mới đây, Vietnam Airlines đã tổ chức talk show Chạm Cảm Xúc với sự tham dự của khách mời đặc biệt, nhà thơ, nhà báo Hữu Việt, nhạc sĩ, ca sĩ Giáng Son và nhà báo Phan Đăng. Với chủ đề Chạm Cảm Xúc, tọa đàm là cơ hội giúp cho các cán bộ, tiếp viên của Vietnam Airlines giải bày những tâm sự, niềm vui và những thăng trầm trong nghề. Talk show Chạm Cảm Xúc là sự kiện tiếp nối tọa đàm trong tháng 1 và tháng 2 đầu xuân năm 2023 của Vietnam Airlines dành cho cán bộ, tiếp viên nhằm thúc đẩy chương trình nâng tầm dịch vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đáng ngạc nhiên. Thông qua Chạm Cảm Xúc và các chương trình trong chuỗi tọa đàm, ban lãnh đạo tổng công ty hy vọng hoạt động sẽ giúp cho các cán bộ, tiếp viên Vietnam Airlines nuôi dưỡng cảm xúc tích cực trong công việc, nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, mỗi một người Vietnam Airlines sẽ luôn có một tâm thế sẵn sàng, luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, cống hiến hết mình cho công việc. Thông tin về báo cáo lợi nhuận hoạt động đầu tiên từ 2019 của Cathay Pacific hay Air France tăng cường đội bay sẽ là những thông tin nổi bật trong phần điểm tin hàng không toàn cầu tuần này. Các nhà chức trách hàng không Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý tăng dần số lượng chuyến bay trên các tuyến giữa hai nước lên mức trước đại dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc vừa cho biết. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, hai nước sẽ thực hiện 608 chuyến bay mỗi tuần trên các đường bay đến cả hai nước. Trước khi COVID-19 tấn công, ngành hàng không 3 năm về trước, hai bên đã từng cung cấp tổng cộng 1.100 chuyến bay mỗi tuần. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 8 tháng 3 đã báo cáo lợi nhuận hoạt động lần đầu tiên kể từ năm 2019, trong bối cảnh hãng này cố gắng trở lại mức công suất bay trước đại dịch. Cathay Pacific cho biết, hãng đã hoạt động với mức công suất hơn 30% so với trước đại dịch trong tháng 12 năm 2022, nhưng dự kiến sẽ đạt 70% vào cuối năm 2023. Lợi nhuận hoạt động của Cathay Pacific trong năm 2022 đạt 3,25 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 425 triệu USD, nhưng phải chịu khoản lỗ 6,5 tỷ đô la Hồng Kông cho các cổ đông do các khoản lỗ phát sinh từ các công ty liên kết. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA đã công bố báo cáo an toàn hàng không thương mại năm 2022, cho thấy tỷ lệ tai nạn tử vong thấp nhất so với 5 năm qua. Mặc dù có nhiều vụ tai nạn trong ngành hàng không thương mại vào năm 2022 hơn so với năm trước, 39 vụ năm 2022 so với 29 vụ năm 2021, nhưng tỷ lệ tai nạn tử vong đã được cải thiện. 5 vụ tai nạn vào năm 2022 dẫn đến tử vong so với 7 vụ vào năm 2021. Air France sẽ bổ sung 3 máy bay thân rộng Airbus A350-900 mới vào đội bay của mình sau khi Airlines Corporation công bố một thỏa thuận mới giữa hai công ty hàng không. Máy bay sẽ bắt đầu được giao vào quý 2 năm 2024 theo hợp đồng thuê dài hạn. Đây là một bước quan trọng khác trong quá trình hiện đại hóa đội bay đường dài của Air France. Hãng hàng không giá rẻ GoFirst có trụ sở tại Ấn Độ đang tìm cách đưa Pratt & Whitney, nhà sản xuất động cơ PW1100G ra tòa sau khi công ty này từ chối bồi thường cho hãng hàng không về các vấn đề liên quan đến động cơ. Theo một báo cáo của Thời báo Kinh tế Ấn Độ, GoFirst đã phải đối phó với hiệu suất mờ nhạt của động cơ PW1100G với động cơ phải được tháo ra khỏi cánh sau 7.000 giờ. Con số đó thấp hơn nhiều so với tuổi thọ dự kiến là 12.000 giờ. Thông tin về hãng hàng không giá rẻ GoFirst vừa rồi cũng đã khép lại VNA News tuần này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mạnh Thắng và Thùy Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần sau.